Chào bạn, có một cái câu hỏi của các bạn học viên, các bạn đặc biệt là các bạn sinh viên hay hỏi mình về một cái vấn đề như thế này, là tại sao mà khi các bạn vẽ Revit á thì các bạn sẽ rất là khó kiểm soát được kích thước chữ này, và đặc biệt là khi mà mình sửa cái tỷ lệ bản vẽ thì cái chữ nó sẽ to ra hoặc là nó sẽ nhỏ lại. Thì tại sao nó như vậy và làm thế nào chúng ta quản lý được cái chuyện này cho nó phù hợp? Thì thật ra đây là một cái hiểu lầm. Đây là một cái hiểu lầm rất là lớn của các bạn về một cái chức năng tuyệt vời Revit. Đây là một chức năng tuyệt vời của Revit nhưng mà bị các bạn hiểu lầm. Rồi thì cụ thể thì như thế nào? Mời các bạn coi video. Các bạn sẽ thấy là khi mà giả sử như mặc định á, cái tỷ lệ 1 phần 100 nè, các bạn để như thế này thì cái chữ của mình kích thước nó rất là ok, nó không có vấn đề gì cả, mọi thứ đều hài hòa. Nhưng mà khi mà các bạn chỉnh sửa cái tỷ lệ đây, ví dụ các bạn chỉnh là tỷ lệ 1 phần 50 thì các bạn sẽ thấy là cái chữ nhỏ lại và cái kích thước của mình nó là kích thước mình giữ nguyên nhưng mà cái chữ mình nó nhỏ lại, và nếu mà mình chữa sửa là 1/200 nè thì khi đó là cái chữ mình nó lại to ra ha. Thì nguyên nhân này ở đâu? Thì thực ra là cái đây là một cái kiến thức rất là cơ bản trong cái nghề thiết kế chúng ta. Mình giải thích cho các bạn như thế này: khi mà các bạn có một cái bức tường, khi các bạn có một cái bức tường như thế này, cái bức tường này là nó là 200 như thực tế, đúng các bạn, cái này cứ từ này là 200 mm trong thực tế. Thì khi mà các bạn vẽ cái tỷ lệ là 1/100 thì khi đó là cái bức tường này là trên tờ giấy nó chỉ còn là 2 mm, đúng các bạn. Và nếu mà các bạn vẽ tỷ lệ là 1/50 thì các bạn sẽ suy ra là các bạn sẽ cái tường này nó sẽ là 4 mm, đúng không? Và nếu là 1/200 thì cái tường này nó chỉ còn là 1 mm thôi, đúng không? À, chính xác là như thế. Nhưng mà giả sử như các bạn có một cái trục như thế này, mình có một cái tường như thế này và mình sẽ có một cái trục như thế này, mình có một cái bong bóng trục và mình sẽ có một cái chữ này, ví dụ như là cái chữ này là chữ số 1 đi. Thì cái chữ này nè, khi mà các bạn set á là nó cao là 4 mm thì các bạn ở tỷ lệ 1/100 thì cái chữ này nó cũng cao là 4 mm, đúng không các bạn? À, qua 1/50 cái chữ này cũng là 4 mm và pha 1/200 thì chữ này cũng là 4 mm. Thì khi đó là chúng ta cần phải hiểu như thế này: kích thước đối tượng ở trong Revit nó có hai loại kích thước đối tượng. Kích thước thứ nhất là kích thước theo model, kích thước theo model, ví dụ như là kích thước tường thì khi đó kích thước này nó sẽ bị biến đổi theo tỷ lệ 1/100, nó khác 1/50, nó khác 1/200, nó khác. Đây là ví dụ về kích thước theo model. Và loại kích thước thứ hai nó là kích thước theo bản vẽ, tức là kích thước wrapping. Kích thước wrapping ví dụ như là kích thước chữ, thì cái kích thước này nè, các bạn để là 1/100 thì nó vẫn là 4 ly, mà 1/50 thì nó vẫn là 4 ly, mà 1/200 nó vẫn là 4 ly. Thì tương tự giả sử như các bạn có một cái chữ, cái này là cái tên trục ha, nó là 4 ly, nhưng mà giả sử như cái chữ các bạn vẽ bình thường thì 2.5 mm, đúng không? Thì ráp cái kích thước này cũng gọi là kích thước wrapping, tại vì ở tỷ lệ nào thì nó cũng là 2.5. Rồi thì bạn hiểu như vậy rồi thì chúng ta sẽ quay lại cái vấn đề của mình. Thì khi mà các bạn để 1/100 thì mọi thứ ổn, không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên khi mà các bạn chỉnh thành 1/200 thì nó sẽ gây hiểu lầm cho các bạn là chữ to ra, nhưng mà không phải, thực ra cái chữ nó vẫn là 4 mm. Tuy nhiên tại vì á, cái kích thước 3 m này nè, cái kích thước 3 m này nè, cái chữ 3 m thì nó vẫn cao 2.5, nhưng mà cái kích thước 3 m này ở 1/200 á thì nó được tăng lên gấp đôi. Thì vì là chữ giữ nguyên nhưng mà đối tượng tăng lên gấp đôi, đúng không? Hoặc là đối tượng nhỏ lại gấp đôi, thì khi đó các bạn sẽ có cái lầm tưởng là cái chữ nó to ra, nhưng mà thực ra không phải. Cái chữ nó không hề to ra, chỉ là cái kích thước nó nhỏ lại. Tại vì chúng ta tăng tỷ lệ lên thì cái ở 1/100 thì cái thằng 3 m này nó là 30, đúng không? 30 mm, nhưng mà ra tới 1/200 thì nó chỉ còn có 15 mm thôi. Thì 15 mm thì dẫn tới hai cái chữ này nó vẫn đang là kích thước, nó vẫn đang là 4 ly, thì nguyên cái bong bóng này vẫn là 10 ly, thì hai thằng nó sát nhau là chuyện dĩ nhiên. Thì khi đó khi mà các bạn chuyển tỷ lệ thì các bạn cần phải lưu ý một, giả sử như các bạn đang vẽ 1/200 thì các bạn lưu ý là chúng ta thường thì chúng ta sẽ không thể hiện những cái trục giữa này, chúng ta chỉ thể hiện hai trục biên thôi, trục 1, trục 7, hoặc là chúng ta chỉ thể hiện AC thôi. Còn không á, thì các bạn phải tìm cách nào đó để các bạn sẽ phải tìm cách nào đó các bạn ẩn hiện, sửa lại hiển thị của mấy trục này để đảm bảo nó không bị vướng nhau. Còn cái chuyện mà khi mà các bạn chỉnh sửa kích thước mà nó nhảy nhảy cái tường từ nó từ 1/200 qua
từ 1/100 qua 1/200 nó nhảy kích thước cái tường như tờ giấy. Đó là chuyện hiển nhiên rồi, đó là chuyện là quy luật của thiết kế chúng ta rồi, cho nên chúng ta không cách nào chúng ta fix được đó. Thì tại vì là Revit nó gây hiểu lầm với các bạn, là tại vì là thằng Revit nó đã hiểu chuyện đó, cho nên nó đã phân tách ra rõ ràng cho chúng ta là nó có hai loại kích thước, kích thước wrapping. Nó đã phân tách chúng ta là kích thước wrapping và kích thước model, cho nên đó là khi chúng ta chỉnh tỷ lệ thì kích thước wrapping giữ nguyên nhưng mà kích thước model nó thay đổi theo tỷ lệ, thì khi đó nó gây hiểu lầm nha. Các bạn hiểu rõ như vậy, và thực tế là không hề có cái chuyện là chữ của Revit bị to ra, mà thật ra là do là đối tượng model nó thay đổi kích thước. Khi chúng ta đổi tỷ lệ thì khi đó là vì là một thằng giữ nguyên một thằng thay đổi, thì chúng ta cứ tưởng là chữ to ra nhưng mà thật ra không phải, chữ giữ nguyên và đối tượng bị thay đổi kích thước. Rồi, đó là cái video mình giải đáp thắc mắc cho các bạn về tại sao là khi mà các bạn thay đổi đối tỷ lệ thì khi đó là các bạn thấy là cái chữ có cảm giác bị to ra. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Và nếu mà các bạn có những câu hỏi hay nhỏ có những cái đóng góp gì về nội dung thì các bạn vui lòng là inbox vào fanpage hoặc là để lại comment bên dưới. Cảm ơn các bạn.